so cute. Ừ. Đưa tay chân ra ăn. Chị thêm thâu đúng. You want some peppers? Chà, khăn liếm. With this music in the air. You can't eat that fast. Only she can because she's greedy. Ham and. Mm-hmm. Yeah, you're so cute, baby. Hẳn mày. Còn ăn nhanh dễ sợ kìa. I know, right? She's like, yum, 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 hết rồi còn đi kiếm nữa kìa. Trời ơi, thấy cương không? Tôi muốn nói nó nè. Để nó ngược lại. Thì ra tiếng Việt của tôi như này. Tôi bấm nhập, tôi bấm nút này. Get that off your face. Thế là tôi nói vô. Đó nè. Cái ông vừa nói tôi nói vô nó vô rồi nè. Nói vô rồi nè. Play again. Để cho chơi đến đâu mới ăn á. Ối. Ờ. Bắt ông nổi. Lại đi. Come here baby. Come here baby. Mèo nó biết nói nè. Come here. Over here. Come six. Nhân tỷ. Dạ. Mèo nó biết nói. Biff, come here. Này người ta nhìn nè, người ta. Biff, can you sit? Good boy. Oh, good so cute. Biff. Giống như đang ăn. Đừng làm confused. Sit. Come here, baby. Sit. Này biết nghe ha. Go back, John. Ông cô này kỳ quá à, ông cô. Chưa lên. Mẹ biết nói. Thiệt mà. Cá không này. Cá nữa. Ông cô kỳ quá, ông cô ơi. Hèn chi mình bò thế nó. Tội nghiệp. Cái ông này. Sao đi đưa nó vô trong đó, cho nó ra này. Cho ra đây. Come here baby. Ra đây con, ra đây, ra đây con. Come here. Hulu nó đang confused ở trong đó. Chà, có chạy ra. Món gì đó? Coffee giờ này. Cô ăn giờ này sao ngủ? No, it's just a coffee bean. Mày biết rồi mà không ăn giờ này nó ngủ chết, thức chết đi được. Mày biết cái này rồi. Thế con bị cà phê gì vậy? Nó này. Con muốn mình bình cái đầu nó kìa. Nó mệt rồi. Ăn bữa sáng cho đâu ăn bây giờ không thức sao? Ê để cà phê mà. Cắt vô. Ngày mai mới ăn.